thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, có thể chống lại quá trình oxy hóa, có thể giúp giảm béo phì, từ đó cũng có thể làm giảm thiểu sự tạo ra khối u. Viện Ung thư Hoa Kỳ, một tổ chức có thẩm quyền, đã chỉ ra 12 loại thực phẩm có thể làm giảm thiểu nguy cơ ung thư ở con người. 1. Quả táo. Vi khuẩn đường ruột có thể sử dụng pectin 1/9 của chất xơ ăn kiêng để tạo ra các hợp chất bảo vệ tế bào ruột kết. Do đó, táo giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. 2. Quả diệt quất. Vitamin C, vitamin A và các dưỡng chất thực vật không giống nhau trong quả diệt quất có tác dụng tương tự, chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ các tế bào, ngăn ngừa khối u, giảm viêm và giúp phòng ngừa, làm lờ đờ sự tạo ra của một số loại ung thư như ung thư thực quản, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư kết trực tràng. 3. Bông cải xanh và các loại rau họ cải. Bông cải xanh là loại rau họ cải nhiều người biết đến nhất, và các loại rau cải khác như bắp cải, cải nồng, súp lơ trắng, củ cải, chúng hoàn toàn không có tinh bột và hầu như đều giàu vitamin C và mangan. Một số loại rau xanh đậm cũng chứa vitamin K. Những loại rau này có tác dụng ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, ung thư giòn họng, ung thư thanh quản và ung thư phổi. Bông cải xanh là loại rau họ cải nhiều người biết đến nhất, và các loại rau cải khác như bắp cải, cải nồng, súp lơ trắng, củ cải. 4. Quả anh đào. Cả anh đào chua và anh đào ngọt đều giàu vitamin C và chất xơ, còn có cả khoáng chất kali. Trong quả anh đào chua cũng chứa vitamin A, anthocyanin khiến chúng có tài năng chống oxy hóa và màu sắc tươi sáng. Quả anh đào có thể giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, ung thư miệng, ung thư thanh quản và ung thư phổi. 5. Rau màu xanh đậm. Rau bina, cải xoan, rau diếp, cải mẹ, rau diếp xoan và củ cải Thụy Sĩ có chứa một số cellulose, axit folic và các loại carotenoid không giống nhau như lutein và zeaxanthin, cũng như saponin và lanthanoid. Khả năng chống ung thư của rau xanh đậm là ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, ung thư giòn họng, ung thư thanh quản và ung thư phổi. Rau bina, cải xoan, rau diếp, cải mẹ, rau diếp xoan và củ cải Thụy Sĩ có chứa một số cellulose, axit folic và các loại carotenoid không giống nhau như lutein và zeaxanthin. 6. Các loại đậu. Các loại đậu rất giàu cellulose, hóa chất thực vật và rutein, đồng thời cung ứng axit folic và vitamin B. Chất lượng cao. Có thể cho thấy chúng có tác dụng chống ung thư theo nhiều phương diện, khác biệt rất hữu dụng để ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. 7. Hạt lanh. Hạt lanh chứa magie chất lượng cao, mangan, vitamin, chất xơ, giàu khoáng chất selenium, còn cung ứng rutein và nguyên tố vi lượng đồng. Hạt lanh rất giàu estrogen thực vật như lít nang, vì vậy nhiều nghiên cứu giảng đã tập trung vào tài năng ngăn ngừa ung thư vú của hạt lanh. Trong những năm gần đây, vai trò của hạt lanh trong ung thư tuyến tiền liệt và ruột kết cũng đã được nghiên cứu giảng. Hạt lanh chứa magie chất lượng cao, mangan, vitamin, chất xơ, giàu khoáng chất selenium, còn cung ứng rutein và nguyên tố vi lượng đồng. 8. Củ tỏi. Theo ấn bản thứ 2 của thông báo chuyên gia AI, tỏi có thể ngăn ngừa ung thư đại trực tràng nhờ tác động của anion. Bên cạnh đó, một vài nghiên cứu giảng thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh tác dụng chống ung thư tiềm năng của tỏi. 3 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đã tấn công lạnh lẽo hiệu quả của việc ăn tỏi đối với nguy cơ ung thư dạ dày. 9. Quả nho và nước ép nho. Nho và nước ép nho là nguồn cung ứng resveratrol dồi dào, một chất hóa học thực vật có tác dụng chống ung thư. Lớp biểu bì của nho chứa nhiều resveratrol nhất. Một số nghiên cứu giảng trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng resveratrol có thể làm lờ đờ sự tạo ra của các tế bào ung thư và ức chế sự hình thành khối u trong các tế bào bạch huyết, gan, dạ dày và vú. 10. Bí ngô. Bí ngô chứa vitamin A chất lượng cao, giàu vitamin C, carotenoid, kali và chất xơ. Khả năng chống ung thư của bí ngô là ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, ung thư giòn họng, ung thư thanh quản và ung thư phổi. Khả năng chống ung thư của bí ngô là ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, ung thư giòn họng, ung thư thanh quản và ung thư phổi. 11. Quả cà chua.
quả cà chua đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu giảng về ung thư tuyến tiền liệt vì lycopene và các hợp chất liên quan của nó có xu hướng tập trung trong mô tuyến tiền liệt. Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Tác dụng phòng ngừa của cà chua đối với bệnh ung thư có nguồn gốc là loại rau không chứa tinh bột, giàu vitamin C và carotenoid, ngăn ngừa sự tạo ra của các loại ung thư bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư phổi và ung thư nội mạc tử cung. 12. Quả ớt chó. Trong số tất cả các loại thực phẩm hạt, tác dụng chống ung thư của quả ớt chó giàu omega 3 đã được nghiên cứu giảng nhiều nhất. Linoleic acid, ellagic acid và lanthanoid trong quả ớt chó là những thành phần chống ung thư phổ biến trong phòng thí nghiệm. Các chứng minh đã chỉ ra rằng quả ớt chó có thể làm lờ đờ sự tiến triển của ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Nguồn: